Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn. Thì bữa giờ các bạn hỏi tôi là sao anh gà chơi nhiều quá vậy? Có chơi hạt không? Thật sự là không có chơi hạt cả. Tôi chỉ đang đánh những cái deck mà tôi đang test thôi. Có rất là nhiều deck để test thử cho các bạn xem. Thì có một số deck đánh rất là ưng ý. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái deck mà tôi đang đánh. Đó là cái deck Big Meal Rui. Thì cái deck này dựa trên nguyên lý là con kinh Togi này. Thì với lại cái lá Naturally này. Thì khi mà bạn đánh với nó, nhất là bọn control thì canh làm sao nó khoảng từ 6 đến 8 cạc. Thì mình dùng Naturally này, mình làm chết hai con minion của nó thì nó sẽ full 10 cạc. Và mình dùng cái con King Togi này ra thì bên nó sẽ không nhận được cái spell để lấy lại cái cạc. Và cái mấu chốt ở đây là các bạn phải draw bên bạn thật là nhiều. Draw thật là nhiều luôn nha, draw thật là nhiều luôn. Có thể là draw thật là nhiều được, càng nhiều càng tốt. Trái cạc luôn càng tốt, nhưng mà trong tùy trường hợp thôi, chứ không phải là trường hợp nào giống trường hợp nào. Các bạn đánh nhiều bạn sẽ có kinh nghiệm. Thì tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì cái cách để chúng ta thắng là đổi bộ bài của nó, và chúng ta ra những cái con ngon trên tay hết trơn rồi. Những cái con minion là ngon nè, nó ra trên tay hết, đa số thôi, không cần ra hết, đa số thôi. Thì mình sẽ warp dead với nó, thì nó sẽ GG, hoặc là mình sẽ warp dead đến nó bị Pantagil. Vậy thôi, cái dead này đánh khá là fun và leo răng thấy cũng ok. Thì các bạn nào thích thì có thể thử cái deck này nhá. Nhưng mà nó nói trước là nó hơi bị đắt, nhưng mà đánh rất là vui và hành hạ rất là kinh tởm. Rồi, bạn nào coi xong video các bạn thấy thích thì nhấn bấm like, share và subscribe để ủng hộ channel tôi nha các bạn. Nếu có thắc mắc gì cứ để lại comment phía dưới, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã ngồi xem video. Mời các bạn xem video gameplay của nó. Ok, lệ trời xa tâm đang quen nhỉ. Bại xấu quá, không có cái gì để ram luôn. Dím phải khỏi chạy con này á, ghê vậy. Islander Ridge à? Islander Ridge mà giờ chưa có gì trong tay vậy? Behold
Oh my god. Full hand chưa? Chưa full hand luôn. Không có thể full hand. Chính hand, chính khác. Giữ quay. Job's done. Surrender your will to Yamaha. Wild. The land serves me. Disciple.
have been. Oh my god. Yeah. Ram đâu hết rồi. Why do you call? Trời ơi, đụng ngay tụi Ago rồi mà tôi rồi. For the wild. Nè. Hết rồi. Để tôi đánh Ago hơi cực. Hề luôn đến nó go vào cực. You are not the boss of me. Nào á. The land serves me. Canh hay dữ vậy trời. Năm luôn á, con gì đâu, má biết ngay con này mà. Khả năng cao ghê luôn. Ngon. Thường sao ra một cái bắn con này cái. Your magic shall not see. Oh my god.